Chào các bạn đến kênh Xem Cách 24 giờ. Wadow 1/10 nâng cấp phong cách siêu nhân vàng nổi bật trong những góc ảnh trắng đen. Trên đây chúng ta sẽ gặp một cái bản Wadow 1/10 độ phát cho mình một bộ cánh vàng được lãm, kết hợp cùng với những dàn chân đẹp cách tôn rất là tốn kém để giúp chiếc xe trông đẹp và sang trọng hơn rất nhiều, nhưng cũng tăng thêm chút hiệu năng. Trang bị cụm trắng đồ chơi rất hiếm thấy ở trên trường, được trang bị ống dầu trong suốt để làm nổi bật và ngăn không cho không khí lọt vào bên trong. Bên cạnh là cụm tăng tốc và cụm on up đến từ của Domino từ Ý. Dàn chân trước sử dụng cho mình Rainbow Auto kích thước là 205, vô cùng to lớn, tỷ lệ nghịch chết cái phần đĩa từ người chủ nên dùng trên mình heo dầu của AB Racing Mini 2 bit đối xứng. Đây là một thương hiệu lẻ khác của Rainbow được sản xuất phục vụ cho một số gia. Phía sau cái chiếc Taiga này là cái cục nguyên bản của một Taiga Wadow được nâng cấp lên thành cục Holden có khả năng được điều chỉnh cái độ nhún nhảy hoàn trả, phù hợp với nhiều điều kiện vận hành và những cung đường tải trọng cũng khác nhau, chống xà lắc đi độ cao. Tuy nhiên người chủ đã tinh chỉnh nhẹ nhàng cái phần bắt phục để chiếc xe trông lùng hơn tí xíu và buộc xéo qua cách một chút. Hai Thảo thì quen thuộc hơn với cái bộ cuốn Ross, một dòng sản phẩm đang trở thành một cố combo quen thuộc trên những cái bản dựng Wadow 1/10 hiện nay. Phần combo cũng được cắt làm bằng chất liệu titan để tạo điểm nhấn. Khoe dáng nhẹ nhàng nó bọc trong phong cách chụp ảnh trắng đen. Vespa Supreme diện đồ chơi hàng hiệu đến từ Baker xứ Chùa Vàng. Một người chơi xe online đã độ là cái chiếc xe Taiga Vespa Supreme cao cấp của mình theo một cách là thể thao. Những món đồ chơi hàng hiệu đáng chú ý như phần Rainbow của Colin Bond làm nó bật và tăng giá trị cho bản đồ hôm nay. Vẫn giữ nguyên phong cách cổ điển, một số chi tiết ở dàn áo người chủ đã quyết định phủ lớp carbon bơ để tạo điểm nhấn như là bao tay xe có thương hiệu của Rizuma, kết hợp với cặp gương ruồng tay lái tròn cổ điển là khá hài hòa. Phần yên được thiết kế lại phong cách là bánh mì vô cùng tao nhã. Chó đèn được ốp cái lưới để tăng thêm cái độ bí ẩn cho cái chiếc xế. Kia đông cũng được uống công tạo cái sự nổi bật. Ngay cả cái chi tiết móc kê đầu xinh xì, người chủ cũng lựa chọn sản phẩm chính hãng thương hiệu của Sony. Ở dụng đồng hồ Sip, đây là một sản phẩm được nhập khẩu từ Đức về. Cái dạng đồng hồ này đa chức năng với nhiều thông số đạt được hiển thị dưới cái dạng là LCD. Đi cùng với 7 màu nền thay đổi theo tùy ý thích, gây tránh cái sự nhàm chán của người chơi. Bản dựng hôm nay thì hơi nhẹ nhàng, với phục trước nguyên bản từ Vespa Supreme được người chủ thay mới bằng phục Holden, đem tới cái cảm giác điều khiển ổn định và an toàn hơn trên một cái cuộc hành trình dài. Bộ phận chạm gấp sau từ hiệu Holden tích hợp bình dầu đi cùng với cái phần chân CNC để ăn gian chịu cả phục. Thương hiệu đồ chơi được tính từ điển được rất nhiều em chơi xe đam mê cái dòng Taiga tin dùng. Toàn bộ những chi tiết như chế đèn hậu xi nhan được thay mới bằng sản phẩm của Cedino, được sản xuất dành riêng cho cái dòng Vespa. Cảm ơn các bạn đã dõi đến màn và tiếp nhớ like, share, subscribe.